Rồng rắn lên mây là một bài đồng giao quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều người. Bài đồng giao quen thuộc nhưng lại cực ghê rợn khi giải nghĩa. Người ta cho rằng bài đồng giao rồng rắn lên mây chính là đang nói về hiện tượng trùng tang. Hiện tượng này là quan niệm dân gian khi một gia đình có người nhà mất đúng vào các giờ trùng, rơi vào kiếp sát dần, thân, tỵ, hợi thì những người thân của người đã khuất sẽ đi theo cho đến khi số người mất đủ 3 năm 7 hoặc 9 người. Câu hát rồng rắn lên mây có cây núc nác được cho là mô tả khung cảnh cúng giải trùng của người Việt Nam xưa. Cả nhà nối đuôi nhau đi quanh nấm mồ của người đã khuất. Cây núc nác chính là đồ dùng không thể thiếu mỗi khi cúng giải trùng tang. Tiếp theo có nhà điểm binh và hình ảnh thầy thuốc. Có nhà hay không, ám chỉ đến các thầy cúng trùng. Đây là những người sẽ chỉ điểm và căn dặn người được nhập hồn phải từ chối tất cả những gì được hỏi. Ví dụ như hỏi nhà ở đâu, có con không, có cháu không, thì tất cả đều phải chối là tôi không có nhà, không con cháu. Nếu trả lời thật, thì ma quỷ sẽ đến nhà bắt người thân của người đã khuất. Hình ảnh đuổi bắt trong trò chơi cũng được cho là hình ảnh quỷ trùng đang giáo giết đuổi bắt những người thân trong gia đình. Người đứng đầu bảo vệ chính là thầy cúng hoặc người đã khuất, đang giang tay bảo vệ những người còn sống khỏi quỷ dữ. Nghe xong thấy bay màu tuổi thơ luôn.